này đưa lên được không? Không bóc được. Được, không bóc cổ được. À, không bóc được cước đoàn chúng. Dạ. Rồi thế này làm một tay, còn tay kia là chịu chết. Dạ. Cố xem có được không? Đưa lên nó cứ giật. À, ok, không được rồi. Rồi bác bì xong. Dạ, bị thoái hóa cuộc sống cổ. Ừ. Giờ nó tan, tay không được. Dạ. Thoát được những đệ, bị trợt. Đốt sống cùng. Rồi, bị bao lâu rồi? Dạ, bị cái này 5 năm. 5 năm rồi bị té đó. Dạ, đi chỉnh hoài mà. Đi chỉnh hoài mà không chưa, chỉnh bằng cách nào? Dạ, đi cho mà cứu. Rồi. Rồi cho két mà sống. Rồi. Rồi năm rồi mới thay có tháng. Ừ. Đi. Bác đi thử coi. Đó. Nó bị cái mông ở bên phải nó bị dên ra luôn em. Đi tới luôn, đi tiếp luôn. Rồi, rồi đi vòng lại. Rồi đi vòng lại. Đó, bị 5 năm rồi đó. Rồi chạy đi. Chạy. Rồi đi gì mà rồi đi lên cầu thang sao? Thử bước thử anh. Là sao? Cứ đi không được được tới đâu tới đó. Chị mở cửa rồi. Đây, mọi người này mở rồi đó. Rồi mở chút này, mở chút này. Bò bốn chân luôn. Bò bốn chân. Bò hả? Bò bốn chân ạ. Bò luôn không đi được. Đi, dạ thôi được rồi. Rồi thôi xuống đi con. Rồi đỡ đỡ với ba xuống. Rồi con đỡ đỡ ba xuống. Xuống thì phải có mấy người đỡ chứ không có xuống được đâu ạ. Tức là cô này đi lên đó thì là hai tay chống luôn vào cầu thang. Rồi. Và bò chống mông luôn. Về như vậy là bò như là bao lâu rồi? Dạ lâu rồi. Lâu rồi. Đó gì chưa bao giờ cầu thang được đúng không? Dạ. Ok. Ta thấy kiểm tra dùng em là cái tay sơ lên không được. Kiểm tra tay. Tay giờ không được. Giờ tới đây sao nó giật cái này. À, đó, quay rồi. Đằng sau rồi. À, rồi. À, bà đứng như là quay giơ lên nè. Rồi giơ mạnh lên. Úp, 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 úp. Quay đằng sau lưng lên đây. Quay đằng sau lưng. Quay lưng đây, quay lưng đây. Quay là quay vậy. Đó, một tay cũng được rồi. Giờ thì đưa lên. Lên, 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 lên. Rồi tới đây. Ok. Rồi bỏ xuống. Bỏ cái kia. Lên, 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 lên. Tới mông lên. Rồi. Tới chừng cái này. Đức cộng gần mới nói. Ủa gì nữa? Không ghê em. Tại vì thoái hóa cuộc sống rồi. Tôi... Ai nói, bác sĩ nói nói. Bác sĩ nói rồi tôi dũi á. Tôi dũi tự nhiên tôi chịu tới quay. Ghê vậy nè. Bây giờ nó tê vậy. Trời ơi. Nắm chặt đây là coi. Cô này lúc nãy bóp cứ đòn trúng là tay không có đưa được vào cổ đó thầy. Ồ, sao? Tức là bóp cứ đòn trúng là tay cứ không có đưa được vào cổ. Cái này sao nó sẽ có đưa lên gì? À, đây đây à, đưa lên thử coi, đưa lên thử coi à, đó đó uống cái lọ chứ phải uống cái lọ rồi vô này à. Rồi được rồi ok rồi bọn này mình đưa lên nè chảy rồi lướt tay được coi rồi tay được rồi thôi xong rồi xong rồi phải không rồi đưa tay này vũ vũ tay rồi gạt gãy tay rồi đó nhưng giờ là bác sĩ chê không dám mổ rồi. Gan C, men gan. Rồi nhà đâu lận? Dạ, rồi. Rồi ai xuống lên đi? Dạ, người nó xuống. Yeah.
tại chân nó rã rời hết rồi. Dạ, có đau không? Có vậy. Sao? Dạ, 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 dạ. Đau. Đau hả? Dạ, dạ. Bây giờ mà nó dở được. Cứng đai quá. Cứng đai. Lâu quá có giữa tay không quên. Giờ tập kiểu bây giờ ấy. Đau ở đây phải không? Đau ở đây. Thì bây giờ tôi cũng sợ luôn. Nó cũng đau đứt đó. Mà trước đây rồi, nhấc lưng lên. Rồi, bỏ hai chân dài ra. Đó. Đây lâu chưa? Lâu mềm mềm mới khỏi được. Gồng chi vậy? Dạ. Quá sướng. Rồi, chết cái mông lên. Sao, có nghe gì không? Nghe rất khổ không? Nghe rách. Rồi, vậy quay vào đây, cho nằm đi với rách nữa. Có bán rồi đó. Hai có bán rồi đó. Hai bên đây phải không? Biết rồi. Nó lòi anh cục. Em? Nó lòi anh cục. Sao rồi? Cái sống nó lòi anh cục. Xin xin xin. Không có gì cho bác sĩ mình. Không có gì. Kéo người ta kéo sai. Có nhiều kéo mạnh quá.